này mình sẽ hướng dẫn mọi người 4 bước để chúng ta có thể xây dựng được một kênh YouTube view ngoại và kiếm về được 1.000 đô đầu tiên dựa vào kinh nghiệm hơn 2 năm làm kênh YouTube này của mình. Phải đến 1 năm rưỡi thì mình mới được bật kiếm tiền. Nhưng mà chỉ trong vòng 3 tháng mình đã giúp kênh YouTube này của thầy mình được bật kiếm tiền rồi mọi người ạ. Vậy nên mới nói cái gì mà các kinh nghiệm và kiến thức đặt vô á, nó cũng lời hơn hết á. Và lý do vì sao chúng ta cần phải làm kênh YouTube view ngoại, bởi vì nhiều hơn chứ mình sao, mình xem CVM kênh của thầy mình kiểu như sướng ngang luôn, nhiều hơn cỡ 5 lần thôi chứ mấy mọi người. Đặc biệt ở cuối video này mình có một phần quà rất lớn và cực kỳ bất ngờ dành tặng cho các bạn mà mình đã làm việc chăm chỉ và ròng rã suốt 4 tháng trời, chỉ chờ ngày được thông báo tin này cho các bạn thôi đó. Vì vậy mình hy vọng các bạn sẽ nhận được quà của mình nhé. Ok, quân lệnh đã phát, giờ chỉ có cầm dao xông ra chiến trường mà thôi. Đầu tiên mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc và lo lắng của mọi người khi làm một kênh YouTube bằng view ngoại. Mình có phải đăng ký email bằng số điện thoại nước ngoài hay là phải sửa thông tin cá nhân gì để cho nó bớt việc lại rồi tay nó vào xem hay không? Thì cái này khỏi, mấy bạn không cần phải lo chuyện này. Điều thứ hai, muốn hút view ngoại có cần phải đổi IP không? IP là mã xác định vị trí bạn đang sử dụng Internet. Câu trả lời là lúc đầu có, lúc sau không. Lý do là vì khi mà bạn mới thành lập kênh YouTube á, thì kênh của bạn trống hoang trống hắt, không có cái gì hết. Thì YouTube nó sẽ dựa một phần vào vị trí địa lý của bạn, giống như lấy cái sổ đỏ của mình ra để biết là bạn đang ở đâu, gợi ý đề xuất video của bạn cho đối tượng khán giả ở đó. Tuy nhiên về sau lâu dài, chắc cũng cỡ tầm chục video rồi á, bạn đã làm SEO tốt cho kênh của mình, bao gồm tag, hashtag, tilde và các thể loại. YouTube có thể nhận ra được nội dung kênh bạn về chủ đề gì, bạn không cần phải lo lắng về IP nữa. Thứ ba là thời gian đăng. Lúc đầu mình mới làm á thì mình cảm thấy khó nghĩ kinh khủng, bởi vì view ngoại thì là view nước Anh hay là view nước Mỹ, rồi giờ nước Anh thì đâu có giống giờ nước Mỹ. Nhưng mà sau đó mình phát hiện ra kênh view ngoại là chạy khắp thế giới, nên bạn không cần phải lo lắng là mình sẽ đăng vào giờ nào, mà chỉ cần căn vào những ngày như thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đăng là được. Về sau một khoảng thời gian khi YouTube đã có dữ liệu về tập khán giả của bạn thì bạn biết giờ nào để đăng cho hợp lý nhất. Và một điều nữa, thế giờ mà không biết tiếng Anh thì sao? Vì làm view ngoại thì kiểu gì cũng phải đụng tới tiếng Anh đúng không? Bạn có diễn kịch công hay là múa lân phun lửa thì tới cái khúc mà viết mô tả tiêu đề thì bạn vẫn phải đặt bằng tiếng Anh thôi. Giải pháp chính là học. Chứ giờ sao, cuộc đời này đâu phải là mơ, đâu có chuyện mà thiếu năng lực rồi yếu kiến thức mà kiếm được tiền đâu mọi người. Nhưng mà phải học bằng cách nào? Bởi vì đây là câu hỏi mà mình được rất là nhiều các bạn comment bình luận hỏi mỗi lần mà mình giới thiệu cho mọi người một phương pháp kiếm tiền đụng tới tiếng Anh. Thì team mình hiện tại đang có 4 bạn, trong đó có 2 bạn tình nguyện muốn vào team để học hỏi thêm. Mình yêu cầu mấy bạn một việc đầu tiên á, là các bạn phải bắt buộc học tiếng Anh cho mình, chứ không có chuyện mà mấy bạn muốn làm online mà không chịu học tiếng Anh. Và đây là cách mà mình áp dụng cho team của mình, và mình cảm thấy nó cực kỳ có hiệu quả. Dù cho trình độ tiếng Anh của bạn đang ở cái khúc nào thì cũng có thể áp dụng được phương pháp này, mà không cần phải học lại ngữ pháp gì hết trơn á. Đầu tiên luyện nghe và viết, có nghĩa là dựa vào trình độ của từng bạn thì mình sẽ gửi cho bạn các tài liệu, ví dụ như là beginner hoàn toàn không biết một cái chữ gì, là gọi nôm na là mất cốc đi, thì mình sẽ gửi cho mọi người những cái đoạn hội thoại để mọi người có thể chép. Còn trình độ trung bình thì có thể đi xem phim, và trình độ mà cao hơn nữa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái bài TED Talk mà mình cảm thấy vô cùng tâm đắc, thì sẵn tiện vừa học tiếng Anh vừa luyện tư duy và thay đổi cuộc đời, một công đôi việc. Còn luyện đọc nói thì trong team mình các bạn đang sử dụng Elsa Speak. Đây là một app học tiếng Anh mà mình cảm thấy nó cực kỳ hiệu quả, đầy đủ mọi chức năng và phù hợp trên tất cả các trình độ, giúp các bạn có thể luyện phát âm và luyện nói chuẩn giọng bản xứ luôn. Các bạn khỏi cần phải thuê thầy mướn cô hay đi học trung tâm gì cho mệt hết á. Cái thời này chỉ cần một cái điện thoại và internet thì chúng ta có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Chưa kể thì các bạn còn có thể đặt mục tiêu học tập hàng ngày cho mình. Với mình thì mình chỉ yêu cầu các bạn trong team 10 phút là được, không cần nhiều, chỉ cần đều. Biết vì sao mà mình để ra cái chuyện học trên app này cho mọi người không? Bởi vì với mình á, học tiếng Anh thì mình không có đạo trường lớp lắm. Cái mà mình quan trọng nhất đối với các bạn trong team mình là phải có khả năng giao tiếp được. Cái xong mình bảo mọi người là hai anh thôi bây giờ đi học nói chuyện trực tiếp với người bản xứ đi, rồi cái gì em book lớp luôn cho. Xong cái hai bạn đó cảm thấy không ổn, trời ơi, kiểu như là mới bắt đầu học tiếng Anh lại á, mọi người sẽ có áp lực sợ sai khi trực tiếp nói chuyện với người bản xứ. Thì mình nghĩ ok, không muốn nói chuyện với người thì đi nói chuyện với mấy như người. Gói học trả phí của Elsa là Elsa Pro sẽ xử lý hết. Ví dụ trước khi bắt đầu thì bạn sẽ làm một bài test để đánh giá trình độ. Sau đó Elsa sẽ nhận biết được là trình độ phát âm cũng như nói chuyện của bạn đang ở mức độ nào, để đề xuất chương trình học phù hợp cho bạn. Bạn có thể chọn trước những chủ đề mà mình muốn tập trung luyện tập. Và sau đó app cứ mỗi sáng cứ đúng cái giờ mà bạn chọn cho mình, nó sẽ tinh tinh nhắc bạn đi học.
đặc biệt là phải kể đến chức năng chỉnh sửa phát âm chính xác đúng từng chi tiết dựa vào công nghệ AI đặc quyền của Elsa. Trời, mọi người biết mình là fan của AI đúng không? Thì công nghệ của Elsa được đánh giá thuộc top 5 hàng đầu thế giới và từng được Forbes vinh danh là sản phẩm sử dụng AI để thay đổi thế giới. CEO là người Việt Nam, trời ơi, mình cảm thấy tự hào quá. Sẵn đây thì mình sẽ thử học một bài phát âm trong tính năng huấn luyện viên để xem trình độ phát âm của mình ra sao. The hip hop concert last night were heaps of fun. Những cái chữ màu xanh là đọc đúng rồi, chữ màu cam thì đọc đúng sơ sơ, còn chữ màu đỏ là cần phải cải thiện nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể click vào từng chữ và người ta sẽ phân tích cho bạn cách phát âm rất rõ của từng từ luôn, cực kỳ hữu ích. Còn với chức năng hội thoại thì chúng ta có thể nói chuyện với AI. Have you seen any movies recently? Yeah, I just finished Suicide Squad. Rồi bây giờ mình đọc theo nè. Yeah, I just finished Suicide Squad. Trình độ tiếng Anh của mình vậy là còn nát quá, mọi người cần phải cố gắng cải thiện thêm. Và đặc biệt là những mẫu câu và đoạn hội thoại như thế này được thiết kế với tính ứng dụng cực kỳ cao, bao la bát ngát trời mây chủ đề bạn có thể lựa chọn. Với mình, gói Elsa Pro sẽ cực kỳ phù hợp cho mấy bạn mà mới, kiểu như là mới hoàn toàn không biết gì hết, cũng có thể luyện tập được. Nhưng mà nếu mình đã biết sẵn tiếng Anh rồi đó, tốt nhất là vừa học vừa hành luôn. Nếu như chúng ta học theo những đoạn hội thoại đó thì cần phải thực hành nhiều hơn nữa để luyện phản xạ, đúng không? Thì các bạn nên cân nhắc nâng cấp lên gói Elsa Premium đã bao gồm cái Elsa Pro trước đó và còn có cả Elsa AI và còn có cả tính năng Elsa Speech Analyzer nữa. Trời ơi, mọi người biết là mình đam mê công nghệ đúng không? Cái này nó đã tích hợp cả công nghệ Generative AI. Nói chuyện như người thật luôn. Hi, welcome to Elsa AI. Please select one of the following role plays. You are visiting a new city. You're looking for the right bus stop. A nice lady offers to help. Ask her for directions and information about the place you're looking for. Hey, there. You're looking a little lost. Can I help you? Oh yeah, thank you so much. I'm getting lost right now and I'm looking for the first stop. Do you know where it is, please? Sure. The first street is just a few blocks down that way. You'll see it when you reach the traffic lights. Once you're on First Street, you can take bus number 3 to get to your destination. What's the name of the place you're going to? Không biết nói làm sao luôn. Nếu như mình không biết thì mình có thể nhắn vào hình bóng đèn để xem cái mẫu gợi ý ha. I'm going to the town hall. Do you know where the bus stop for bus number 3 is? Yes, the bus stop for bus number 3 is on the corner of First Street and Main Street. Roleplay completed. Well done. We are computing your feedback. Oh my god! Trời ơi! Đỉnh quá mọi người ơi! Ok, rồi nó sẽ cho bạn một cái feedback về khả năng hội thoại của bạn như thế nào, về đánh giá trình độ về từ vựng, ngữ pháp và phát âm của bạn. Còn một cái nữa mà mình nghĩ nó sẽ cực kỳ hữu ích nếu như bạn quyết tâm nói thông viết thạo tiếng Anh, đó chính là sử dụng Elsa Speech Analyzer mà Elsa Premium cũng bao trọn luôn. Chức năng này sẽ giúp bạn luyện nói về bất kỳ chủ đề nào mà bạn yêu thích. Ví dụ nếu như bạn có sẵn một cái script cho YouTube bằng tiếng Anh thì các bạn có thể luyện nói và chỉnh phát âm ở trên máy trước khi quay. Bạn có thể trực tiếp luyện nói một bài nói dài, tự do, theo cách mà bạn muốn. Và nó sẽ cho bạn một bản phân tích đánh giá điểm tổng cực kỳ chi tiết, từ phát âm đến từ vựng, ngữ pháp, độ lưu loát rồi cả ngữ điệu. Và mấy bạn biết là mình cũng rất là hay test những công nghệ mới về giới thiệu cho mọi người, nhưng mà mình phải công nhận công nghệ nhận diện giọng nói của Elsa number 1. Bạn nào mà muốn luyện nói để thi IELTS Stuffer gì á thì đây là chân ái nha, khỏi cần tốn tiền đi học thầy. Nói chung với mình đây là một giải pháp thực chiến, nhào vào là quốc luôn. Với Elsa Pro thì bạn sẽ học theo những bài học có sẵn và lộ trình được cá nhân hóa riêng cho bạn với bao la và bát ngát chủ đề. Còn Elsa Premium thì vừa có cái đó, vừa có thể luyện nói trực tiếp với Elsa AI. Nếu như bạn chưa có sử dụng Elsa thì có thể đăng ký cùng với mã Diệu sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt khi mua Elsa Pro hoặc Elsa Premium. Đến đây thì vài bạn sẽ suy nghĩ là mình đang quảng cáo cho app thôi đúng không? Nhưng mà nếu như bạn xem video của mình từ đó tới giờ thì mình chưa bao giờ quảng cáo một cái công cụ nào, đặc biệt là công nghệ mà mình không tin, không dùng. Đây là thành quả học tập hàng ngày của các bạn trong team mình luôn. Và sau một thời gian mọi người feedback cho mình là khả năng tiếng Anh của các bạn cải thiện hơn rất nhiều. Vì vậy mình chân thành khuyến khích mọi người, nếu như các
các bạn thích cái ý tưởng mà lập kênh YouTube view ngoại để kiếm tiền, hay là mong muốn làm việc online, thậm chí là offline hoặc là bất kỳ lý do nào khác, đều nên áp dụng. Và cách học tiếng Anh mà mình mới giới thiệu cho mọi người cũng sẽ trực tiếp liên quan tới phần quà rất lớn mà mình muốn dành tặng cho các bạn ở cuối video này. Vì vậy mình rất là hy vọng các bạn nhận được quà nhé. Ok, khi mà tất cả những lo lắng đó đã được giải quyết và các bạn có chiến lược để luyện tập tiếng Anh cho mình á, thì chúng ta sẽ bắt đầu cân nhắc chọn chủ đề cho kênh. Đây là cái giai đoạn mà sống lao sai là lao đao tám hướng. Vì chủ đề bạn chọn sẽ quyết định chiến lược kiếm tiền sau này cho bạn. Với mình sẽ có 3 yếu tố chính để giúp các bạn xác định được mình sẽ đi theo hướng nào. Đầu tiên, thị trường. Khảo sát cho kỹ, dễ lắm, các bạn chỉ cần lên mạng dạo một vòng, gõ tìm kiếm tất cả những chủ đề mà các bạn hứng thú, có thể là liên quan tới ăn uống, du lịch, tài chính, kinh tế, chính trị gì đó, và xem thử chủ đề nào, đặc biệt là phong cách video nào trong chủ đề đó có rất nhiều lượt xem và hot. Giống như kênh YouTube Mukbang của chị này, người Hàn Quốc vừa ăn vừa tám chuyện showbiz. Cùng với đó, các bạn nên cân nhắc bảng xếp hạng của những lĩnh vực và chủ đề được trả tiền quảng cáo nhiều nhất trên YouTube. Cốt là đã xác định được cái nào đó tiềm năng nhất cho mình. Cái này vô cùng quan trọng luôn, bởi vì YouTube là một chặng đường dài hơi, tính theo đơn vị năm chứ không phải là tháng nha mọi người. Giống như anh Mike đi, một người bạn của mình, thì anh đã làm hơn 400 video bù đặn suốt 7 năm qua. Đến cả MrBeast là YouTuber cá nhân lớn nhất thế giới thì cũng phải mất 5 năm mới được viral và từ đó nổi lên. Và lý do đã tiếp tục làm YouTube trong suốt khoảng thời gian 5 năm chìm nghiệm đó, bởi vì anh thích, bởi vì anh đam mê làm video. Nên chính cái thích đó sẽ là điểm giúp mọi người đi lâu dài với YouTube. Từ đó thì có công mà sẽ có ngày đánh kim. Và yếu tố thứ ba để bạn xác định được chủ đề của mình đó chính là lợi thế của bản thân. Ví dụ, sống ở Mỹ mà muốn quay cảnh đồng lúa phấp phới trong nắng vàng, đôi bờ tre rì rào trong gió thì bạn đâu ra, nhưng mà ở Việt Nam thì lại được nha. Thì đó là một ví dụ để các bạn có thể phân tích được tình hình của bản thân và biết được lợi thế của mình ở đâu. Bên cạnh địa điểm, các bạn còn có thể đánh giá lợi thế trời cao của mình dựa trên những khía cạnh như là ngoại hình, tính cách, kiến thức, chuyên môn, địa vị xã hội và tiền. Có nhiều tiền cũng là một lợi thế dữ lắm á. Mà bây giờ không có tiền nhưng lại rất muốn có tiền thì cái muốn đó cũng là một lợi thế của bạn. Thì chủ đề của chúng ta sẽ là sự giao thoa của 3 yếu tố đó. Tiếp theo đó là cách các bạn xây dựng video. Đây là một trong những điều cực kỳ quan trọng nhưng mà mình nghĩ không phải ai cũng biết. Một là key person, nhân vật chính. Hai, background, hình nền. Ba là storyline, câu chuyện và cách kể chuyện. Để làm được một video hay á, thì bạn phải có ít nhất 2 trong 3 yếu tố đó. Với mình á, thì yếu tố câu chuyện là bắt buộc, bởi vì mấy bạn có diễn kịch công thì cũng phải có kịch bản chứ đúng không? Thì có 2 cấu trúc chính để các bạn có thể xây dựng câu chuyện cho mình. Một là cấu trúc 3 hồi, bao gồm bối cảnh của sự việc, điểm mâu thuẫn, cao trào, sau đó phương án giải quyết khiến cả làng cùng vui. Hết. Như cái video này của mình, đầu tiên đưa ra vấn đề, sau đó những lo lắng, những điểm mâu thuẫn, những khó khăn để giải quyết cái vấn đề đó. Và tiếp theo mình cho mấy bạn những giải pháp để chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Những cái video mà đi theo hướng giáo dục, hướng dẫn, tutorial các kiểu á, thì đi theo cái cấu trúc này là vô cùng hợp lý và cực kỳ hiệu quả. Còn một cấu trúc thứ hai gọi là câu chuyện anh hùng. Cách dựng chuyện này tạo ra rất nhiều kịch tính và thường được sử dụng để làm phim. Thì có hẳn cả một dòng phim mang tên anh hùng luôn mà. Câu chuyện thường có một nhân vật chính, đây là người anh hùng, xong đó họ sẽ phải đối diện và vượt qua rất là nhiều chông gai và khó khăn, đỉnh điểm là tiêu diệt được quái vật và bảo vệ được hòa bình thế giới, xong happy ending. Thì kiểu này rất là phù hợp cho bạn nào mà muốn đi theo hướng kể chuyện, làm phim hoặc là những video mang tính giải trí cao. Và dựa vào 3 yếu tố đó, nó sẽ nghĩ ra 2 nhóm video chính. Một là video tập trung vào cốt truyện và bối cảnh. Thường là những video này không cần lời và tập trung vào hình ảnh và cảnh quay, giống như là đào hang xây nhà lên núi lập bờ bơi. Còn một thái cực hoàn toàn ngược lại của kiểu video này là video mang tính chữa lành, thiên về cuộc sống hàng ngày bình yên, giản dị và không kém phần thơ mộng, giống như chị Tiểu Thất hoặc là chị Điền Tây Tiểu Ca. Và ở Việt Nam mình thì có chị Thủy, mình rất là thích kênh của chị ấy. Một lợi thế của kiểu video này là bạn không cần nói, như chị Thủy thì chị đã thường ghi những lời tâm sự giống như chị phụ đề vậy đó. Nhưng mà trở ngại cực kỳ lớn của kiểu video này là nó yêu cầu bạn cần phải có một kỹ năng quay dựng và chỉnh sửa đỉnh cao. Giữa một rừng các video YouTube về chủ đề này mà nếu như hình ảnh của bạn không có đủ đẹp, làm sao nổi bật lên được đúng không? Còn nếu như bạn ở Việt Nam mà xác định đi theo chủ đề này thì mình khuyên các bạn làm view ngoại luôn. Bởi vì ví dụ mình mà ra ruộng mà của bác ốc quay video đem gì cho tía mình coi,
là bị chửi nha. Nhưng mà đối với những người nước ngoài không sống ở Việt Nam thì đó lại là một nét văn hóa truyền thống, một cái phong cách sống rất là xa lạ, đáng để tìm hiểu. Vậy nên chốt một câu là chọn đúng sản phẩm và tiếp thị đúng thị trường. Còn kiểu thứ hai thì bạn nghĩ kênh mình tập trung vào yếu tố gì? Đó chính là nhân vật và câu chuyện. Chứ bạn thấy cái background của mình có cái gì hay đâu. Và mình thử hết cả hai rồi và mình chốt lại đây là cái phong cách video mà mình nghĩ tất cả mọi người nên làm. Bởi vì lợi trăm đường, cái bạn thấy mình ngồi yên một chỗ, một cái máy quay, một cái khung hình, không cần phải di chuyển miếng nào, không cần phải ghép tùm lum hết. Chỉ có một cái thay đổi là cái miệng mình nó nói thôi. Cái kiểu này thì tính ra bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều công sức quay dựng so với kiểu một. Tuy nhiên nếu như bạn muốn tập trung vào một nhân vật và đặt đá vào trong một khung hình tĩnh á, thì cái nhân vật đó nó phải có cái gì đặc biệt để hút, đúng không? Có thể là ngoại hình, kiến thức, tính cách, cách nói chuyện. Và mình cảm thấy làm video mà đầu tư vào bản thân như thế này không bao giờ là lỗ cả. Dù là bạn làm kiểu một thì bạn phải đầu tư xây dựng máy quay hình ảnh các kiểu. Bây giờ mình vẫn dùng cái điện thoại để quay phim thôi. Cái mà mình cần phải đầu tư là bản thân mình. Đặc biệt là cái này, không bàn đến chuyện bạn có kiếm được tiền YouTube hay không. Nói cái việc mà tuần nào bạn cũng phải nói chuyện trước máy quay là đã luyện cho bạn một cái kỹ năng ăn nói rất là dẻo mồm, dẻo mỏ mà chửi lộn thì rất có lời. Hoặc là trong cái quá trình làm video đó, bạn phải trau dồi học hỏi thêm rất là nhiều kiến thức để chia sẻ lại với mọi người, thì nó cũng để góp phần nâng cao được khả năng chuyên môn của bạn. Mình luôn có một cái tâm niệm khi mà mình nói chuyện với các bạn mong muốn làm YouTube á, là hãy giữ cho mình một tâm thế, nếu như mà mình thành công á thì mình kiếm tiền cho mình, còn nếu mà mình không thành công thì mình đã học được rất là nhiều cái để mình đi làm cho người ta. Còn các bạn ở thời điểm hiện tại cảm thấy mình không có cái gì mà nó nổi bật để bắt đầu á, thì cũng giống như ngày xưa mình có biết cái quần què gì đâu, mà mình vẫn tiếp tục làm, mình vẫn tiếp tục học trong cái quá trình làm đó. Và sau 2 năm thì chớ có thêm một cái nghề là YouTube consultant. Thì mối nhiều lắm mọi người, kiếm tiền từ đó còn nhiều hơn kiếm tiền trực tiếp từ YouTube. Vậy nên đời mà đâu biết được chuyện gì đâu mọi người. Bước 4, đây là những tip và các bạn có thể giúp kênh mình phát triển cực kỳ nhanh. Một là đầu tư vào làm shorts dạng video ngắn. Cứ nghĩ cái video dài của bạn là sản phẩm, thì shorts những cái video ngắn đó là cách để bạn tiếp thị sản phẩm đó đến với người tiêu dùng. Và sẵn tiện bạn làm shorts xong đăng luôn cả trên TikTok và Reel, thì nó sẽ giúp cho nội dung của bạn tiếp cận được với rất là nhiều người. Và cái lượng traffic đó sẽ hút về cái video dài là sản phẩm chính của kênh bạn. Và đặc biệt là nếu như mấy bạn mới bắt đầu làm video dài thì hơi rén cái chuyện editing, quay phim các kiểu. Nhưng mà làm video ngắn thì chỉ có 15 cho tới 60 giây thôi, thì mấy bạn có thể tập tành nhúng cái ngón chân của mình vô nước, rồi học dần dần rồi làm video dài hơn. Mình thậm chí còn làm sẵn cả một video hướng dẫn mọi người cách edit shorts. Và mục tiếp thứ hai đó chính là làm SEO cho kênh. Khi mà bạn xác định chủ đề của kênh á, thì giúp mình xác định luôn từ khóa chính của kênh bạn là gì. Ví dụ kênh mình là mình từ khóa sẽ là làm việc online, kiếm tiền online. Từ khóa chính mà mình định vị cho kênh của bác á, là Learn Languages, Language Learning hoặc là Polyglot. Cái từ khóa này nó sẽ đồng nhất và xuyên suốt qua tất cả các video của bạn trong kênh, từ tiêu đề, mô tả, hashtag, mọi thứ. Thì nếu như bạn làm tốt được cái chuyện SEO này, sẽ giúp cho thuật toán YouTube nhận ra được kênh bạn tập trung nói về chủ đề nào, đề xuất nó đúng đối tượng khán giả yêu thích chủ đề đó, và lượng đề xuất của bạn sẽ tăng, lượng view tăng để giúp kênh phát triển nhanh hơn. Mình nghĩ đó là cái hai tip quan trọng nhất mà các bạn nên ứng dụng để phát triển kênh YouTube của mình. Và mình biết thì nói thì dễ, làm mới khó. Thì tất nhiên rồi, mọi người đâu có tiền nào mà dễ kiếm đâu, đều là đổ mồ hôi xoay nước mắt hết. Nhưng với mình chắc chắn trong cái quá trình bạn học cách xây dựng kênh YouTube đó, thì nếu như nó thành công, tất nhiên là mang lại cho bạn rất là nhiều cơ hội để kiếm tiền. Còn nếu như mà nó không thành công theo mong muốn ban đầu, thì cũng đã cho bạn rất là nhiều kiến thức và kinh nghiệm để từ đó bạn có thể tận dụng những kỹ năng này và phát triển những cái công việc khác. Và đúng với cái ý nghĩa ban đầu của mình là lập kênh này nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của bản thân và hy vọng và khát khao tạo ra một cộng đồng mà chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau làm việc online và kiếm tiền online lâu dài, bền vững. Thì trong suốt 3 tháng qua mình đã ấp ủ một dự án cộng đồng với tên gọi là Chiến thắng chính mình, một chiến dịch 3 tháng mà giúp mọi người luyện tập cả tiếng Anh và những kiến thức và kỹ năng online. Đối với tiếng Anh thì mình cảm thấy ok, cách đó mà mình giúp được 2-3 bạn trong team của mình, thì tại sao mình không thể cố gắng hơn nữa để giúp đỡ nhiều người hơn. Vì vậy nếu như bạn đang muốn cải thiện tiếng Anh của mình nhưng mà cảm thấy nản, cảm thấy thiếu động lực, cảm thấy khó khăn á, mình ở đây với mọi người. Các bạn nhắn tin liên hệ trực tiếp với mình thông qua Facebook, mình sẽ gửi tài liệu học tập luyện nghe và viết cho mọi người, và mọi người sử dụng Elsa Speak để luyện tập nói và gửi bài hàng ngày cho mình.
Không cần nhiều, chỉ cần đều. Và mình tin rằng nếu như các bạn có thể kiên trì làm được việc này trong vòng 3 tháng á, thì chắc chắn tiếng Anh của mọi người sẽ cải thiện. Mình sẽ làm một điểm neo, là bờ vai, là điểm tựa cho mọi người. Đây không những là cơ hội để các bạn luyện tiếng Anh, mà các bạn biết là mục tiêu quan trọng nhất mình hướng đến là gì không? Tính kỷ luật. Một khi chúng ta hình thành được thói quen tự học và tính kỷ luật á, thì cuộc đời này không ngán cái gì hết. Và đó cũng là yếu tố then chốt là bạn có thể làm việc online. Chứ làm online như mình thì ai đâu mà giám sát như làm việc ở công ty. Chưa dừng lại ở đó, trong cái mảng kiến thức về marketing á, thì 2 tuần 1 lần mình sẽ tổ chức những workshop trực tiếp qua Zoom. Và cùng với mình sẽ là sự tham gia của những vị khách uy tín trong ngành marketing. Như sếp của mình là anh Mark Singers, Business Consultant, là host của một sự kiện SEO quốc tế hàng năm với khoảng 300 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới về ngành SEO. Riêng về mảng YouTube thì mình đã mời được anh Mike đi. Anh đã làm YouTube được 7 năm, có hơn 1 triệu lượt sub cùng với những cái khách mời trong mảng marketing mà mình vô cùng ngưỡng mộ và rất là biết ơn, bởi vì các anh chị đã đồng ý tham gia chiến dịch cộng đồng này cùng với mình. Mình sẽ mở đơn đăng ký ở trong group học làm freelancer và kiếm tiền online, rồi từ đó mọi người có thể tham dự những cái buổi Zoom trực tiếp để chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. Mà cả nhà yên tâm, mặc dù giá khách mời dự là sẽ nói tiếng Anh hết, nhưng mà mình sẽ có phương án để tất cả những cái buổi phỏng vấn, những cái bài thuyết trình đều được dịch sang tiếng Việt cho các bạn dễ theo dõi. Còn cái phần hỏi đáp thì có mình ở đây, mình sẽ đảm bảo cho mọi người là không bao giờ gặp vấn đề trở ngại bằng ngôn ngữ trong những buổi workshop đó. Vì với dự án này, nó là một lời tri ân của mình đến với mọi người. Mình muốn giữ đúng lời hứa với tất cả những bạn đăng ký kênh và theo dõi mình, là mình sẽ cố gắng hết sức toàn tâm và toàn lực để giúp đỡ cho các bạn có một cái cộng đồng dìu dắt lẫn nhau và có những cái định hướng để chúng ta có thể phát triển lâu dài và bền vững trong lĩnh vực online. Và mình tin chắc dự án này có thể sẽ là nền cho sự phát triển của mọi người. Vậy nên 3 tháng cuối năm trước Tết âm lịch, chúng ta sẽ cùng cố gắng chiến thắng chính mình, học tiếng Anh cho thật là giỏi và học rất là nhiều kiến thức, định hướng bản thân phát triển trong cái con đường sự nghiệp làm việc online. Và trong suốt 3 tháng đó, những bạn nào mà học tiếng Anh chăm chỉ nhất, có kỷ luật nhất thì sẽ nhận được những phần quà rất là hấp dẫn từ mình, là tiền mặt luôn, 1 triệu cho bạn chăm chỉ nhất và 500 ngàn cho 3 bạn chăm chỉ nhì. Các bạn có thể đọc link bài viết ở bên dưới mà mình hướng dẫn mọi người rất cụ thể cách để mọi người có thể tham gia chiến dịch này cùng với mình. Vì vậy, hẹn gặp mọi người trong group nha.